Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình nhận định thị trường vào cuối ngày và định kỳ vào chiều thứ năm hàng tuần thì Thái Lê sẽ thực hiện cái chương trình này và rất là cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi cái chương trình và đừng quên ấn like và ấn subscribe kênh YouTube của IGP và trong cái chuỗi chương trình hàng ngày thì Thái Lê đưa ra những cái đánh giá nhận định của thị trường và hôm nay thì chúng ta sẽ đánh giá lại toàn thể cái diễn biến thị trường trên uh, trong cái ngày 23 tháng 6 cũng như là nhận định của ngày 24 tháng 6. Thứ hai chúng ta sẽ đi vào cái xu hướng chuyển động của trong tiền hiện nay và thứ ba đó chính là một cái nhịp hồi phục của VN-Index và có thể nói là VN-Index ngày hôm nay đã có được một cái sự hồi phục rất là mỹ mãn. À, ngày hôm qua chúng ta đang còn gặp với thị trường ở cái tình trạng đó là xanh vỏ uh, 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 xanh uh, À, đỏ vỏ xanh lòng à, và đỏ vỏ xanh lòng đó là một cái trạng thái là làm cho nhiều anh chị nhà đầu tư của chúng ta có rất là nhiều cái sự kỳ vọng, à, hy vọng à, về cái thị trường và ngày hôm nay thì à, cũng đã được cái sự tỏa nguyện đó chính là một cái thị trường xanh vỏ xanh ở lòng và <laughs> đại đa số à, các anh chị chúng ta hôm nay cũng đều có được một cái sự à, tích cực ở trên cái à, tài khoản của mình à, rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi vào à, cái diễn biến tổng hợp của cái ngày hôm nay có thể nói ngày hôm nay thì thị trường đang có những cái sự rung lắc rất là mạnh và đặc biệt nhất đó là một cái sự sụt giảm thanh khoản rất là lớn và nếu chúng ta để ý gần như là cái giao dịch đang chiếm ở trên thị trường hôm nay có rất là nhiều cổ phiếu đóng tím à, chúng ta có thể thấy trên HOSE có đến 50 mã tím à, ở riêng VN30 có đến hai mã tím còn trong khi đó đóng sàn khoảng tầm 3 mã và số lượng mã của chúng ta những cái mã mà đã tăng rất là mạnh À, giảm rất là mạnh thì tăng hôm nay cũng tăng rất là mạnh và khiến cho cái việc mà nhà đầu tư khá là ngần ngại trong cái việc mà tiếp tục mở mua vào ai cũng đã có những cái sự lo sợ nhất định và quay trở lại với cái thị trường thì có lẽ không phải quá là quá bất ngờ về cái diễn biến thị trường thời điểm hiện nay nếu mà các chị còn uh, chú ý theo dõi cái chương trình Thái Lê làm uh, thứ năm tuần trước và cuối tuần và thì cái cái đánh giá của Thái Lê đó là cái góc nhìn ở cái vùng 1160 cho đến 1170 có thể nói đây là một cái vùng hỗ trợ rất là tốt và một cái vùng mà để các anh chị hoàn toàn có thể tự tin để giao dịch được T cộng tự tin để chúng ta có thể giao dịch được T+ cộng và hiện nay thị trường trong cái ngày hôm nay nó cũng đã bắt đầu đáp ứng được những cái sự kỳ vọng của chúng ta mặc dù cái điểm trừ đó chính là cái thanh khoản không có được sự, sự nổi bật bởi vì nó quá thấp đi nhưng mà đó cũng đã là những cái dấu hiệu rất là tốt rồi và thị trường đang có một cái nghi ngờ chúng ta càng nghi ngờ thì thị trường càng có được cái sự hồi phục và có thể khi lên đến ở quanh cái vùng 1220 1230 thì bắt đầu cái sự nghi ngờ của chúng ta sẽ được cởi bỏ và khi đấy chúng ta sẽ bắt đầu hưng phấn đó chính là một cái thời điểm cực kỳ nguy hiểm và đó là lý do vì sao mà ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai cái phiên mà Thái Lê đã khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư của chúng ta mở mua khá là mạnh ở cái thời điểm này và ưu tiên cho chúng ta là giao dịch T cộng còn xét trên cái bình diện chung thì cái góc nhìn của Thái Lê vẫn đang là thị trường tiếp tục duy trì một cái điểm hồi phục mạnh nhất đó là về vùng 1230, 1235 và sau đó thị trường của chúng ta gần như ở vùng này sẽ diễn biến ra một có một cái áp lực bán rất là mạnh. Và với cái áp lực bán này, chúng ta có thể là phải chờ đợi nó về ở cái vùng 1110 hay là 1090. Thái Lê tin rằng về cái vùng 1110, đây là cái cơ hội rất là lớn trong cái năm 2022 này để giúp cho các anh chị có thể lấy được lại những cái khoản thua thua lỗ trong nửa đầu năm 2022 trong 6 tháng vừa rồi và có thể nó cái diễn biến trong vòng 1 tháng đến một tháng rưỡi tới khi viên chạm về ở cái vùng 1110 110 cho vậy ở đây đây là một cái điểm mà Thái Lê nhấn rất mạnh ở trong cái room khách hàng cũng như là ở uh, các anh chị mà thường xuyên theo dõi cái kênh uh, livestream mà uh, và Thái Lê uh, chia sẻ thì đây là một cái thời điểm cực kỳ là lớn và các anh chị nếu mà thời điểm hiện nay chúng ta gần như là đứng ngoài cuộc hay là chúng ta không có tiền mặt để tham gia ở đoạn này bởi vì đoạn này kẹt hàng hết rồi thì gần như là cái hiệu quả ở trong cái nhịp hồi phục ở đây Thái Lê đang đánh giá một nhịp hồi phục khoảng tầm 200 điểm nên đây là một cái cơ hội vô cùng là lớn các anh chị có thể cân nhắc về cái phương án này rồi còn trên sát sang đối với cái chỉ số vn index trong ngắn hạn hiện nay chúng ta đang thấy là vn index sau khi tạo một cái nền rất là mạnh mẽ ở vùng này à, gần như trong cái cái buổi livestream một vào 10 giờ 15 phút trong phiên thì Thái Lê luôn nhấn mạnh với các anh chị đây là một cái cơ hội rất là lớn và đây là một cái nền rất là chắc và sau đó thì VN Index của chúng ta sẽ có một cái sự hồi phục. Gần như Thái Lê khá là tin tưởng về một cái kịch bản duy nhất ở kịch bản này, không đưa ra nhiều cái kịch bản trong cái giai đoạn khá là khó khăn và phức tạp như hiện nay. Và chúng ta thấy là với cái trạng thái như một cái đà tăng này có thể là sáng ngày mai nó còn test lại ở một cái vùng đó là vùng 1180 một lần nữa. Nhưng mà sau khi test lại cái vùng này thì rất là dễ vì VN Index của chúng ta tiếp tục cái hành trình tăng lên. Nhưng bắt đầu từ cái vùng 1210 có lẽ đó là một cái vùng mà các anh chị bị kẹt hàng thì chúng ta nên cân nhắc về cái việc hạ bớt tỷ trọng, hạ bớt tỷ trọng ở cái vùng 1210 hay những anh chị mà đã bắt đáy cùng với Thái Lê ở ngay cái thứ hai và thứ ba thì đây là những cái thời điểm mà ngày mai chúng ta sẽ chốt lời được. Và các anh chị cũng đừng có kỳ vọng quá lớn à, hay là ngày mai cái việc mà tăng điểm rồi lại nhảy vào mua đuổi thì Thái Lê đánh giá là nó không thực sự là 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 là, là hợp lý lắm à, cái sự hiệu quả nó sẽ khá là thấp nếu các anh chị ngày mai mà chưa kể là có thể hàng về của chúng ta gây ra một cái sự thua lỗ nữa do vậy nên là với vn index hiện nay thì chúng ta đang tự tin cho một cái nhịp hồi phục các anh chị nha rồi ở cái nhịp hồi phục này thì có lẽ các anh chị khi mà theo dõi cái cập nhật thì Thái Lê cũng nhấn mạnh rất là nhiều đặc biệt là cái thời điểm của tuần trước khi mà VNX của chúng ta vẫn đang trong những cái giai đoạn là khá là mông lung, đang có những cái sự mông lung và rất là nhiều, đặc biệt nhất là cái khi mà ở kinh ngưỡng nghìn hai rất là nhiều bạn cũng rất là mong muốn là mua. Nhưng mà gần như nếu mà chúng ta để ý là cái tuần trước rơi vào khoảng tầm ngày 17 đúng không ạ? Thì gần như Thái Lê cũng luôn luôn nhấn mạnh với các anh chị à, xu hướng là vẫn đang là trong downtrend. Và cái việc mà tham gia mở mua, mở mua cái thời điểm như hiện nay thì rất là khó để cho chúng ta có thể hàng T3 về kịp được à, Và cái thời điểm đấy thì cách đây một tuần thì Thái Lê chỉ tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu Tập trung vào những cái nhóm cổ phiếu mà có dòng tiền rất là mạnh như Ri Như là Đạm và rồi nhóm Cảng Biển hay là cổ phiếu về nhóm ngành bán lẻ Thì cũng đã đưa lại một cái mức sinh lời khá là tốt trong đó thì chúng ta thấy là cái điểm mà nhấn của tuần trước thì Thái Lê vẫn có nhấn mạnh nó mốt à điểm mua T cộng có thể rõ ràng hơn nếu áp lực giảm điểm tiếp tục vào phiên thứ hai và thứ ba đầu tuần như vậy chúng ta đã có một cái dự tính rất là cụ thể cho cái tuần trước và đến cái đầu của cái tuần này đầu đầu cái tuần này khi mà rơi vào cái ngày thứ hai thì Thái Lê vẫn nhấn mạnh là nếu hai phiên đầu tuần thị trường của chúng ta giảm về một 160 1170 thì chúng ta có thể mở mua các điểm T cộng đó Ngược lại thì chúng ta có thể là sẽ gặp nhiều cái rủi ro nếu mà nó có một cái sự hồi phục về quanh 1250. Nên gần như cái phương án giảm điểm của đầu tuần và ngồi kiên nhẫn chờ đợi là một cái trạng thái mà đã được chuẩn bị trong tâm thế cho cái room khách hàng. Do vậy nên là đến cái thời điểm mà ngày hôm chiều thứ hai là bắt đầu Thái Lê đã khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư mở các cái điểm mua đặc biệt nhất đó là cái việc mở mua cái cổ phiếu VCI À, VCI vào cái thời điểm mà gần 2 giờ chiều. Thời điểm đấy là nếu các anh chị để ý là chiều thứ hai đã có một cái dòng tiền nó nhảy vào bắt đáy khá là nhanh nhưng mà sau đó là cuối phiên nó lại tiếp tục có một cái lực đạp rất là mạnh. À, rất là mạnh thì à, ngay cái thời điểm chiều thứ hai thái Lê đã khuyến nghị anh chị nhảy vào mở mua cái cổ phiếu VCI với cái giá 29.6. Và sau đó cái áp lực giảm điểm của cái ngày thứ ba tiếp tục khá là mạnh thì Thái Lê cũng đưa ra có khá là nhiều cái điểm mua, điểm mua của các cái cổ phiếu như nhóm năng lượng này, như nông nghiệp, khí hay dệt may thì gần như có thể nói là cái nhóm đây là một cái nhóm mà trước đó Thái Lê đánh giá có cái dòng tiền khá là mạnh và Thái Lê tin rằng khi nó điều chỉnh về thì sẽ có một cái lực tiền rất là lớn hấp thụ vào tuy nhiên có thể nói ở đây là một cái đánh giá hơi bị chủ quan và sau đó kiến cho cái việc là hàng cổ phiếu sau khi mua vào và T1 vẫn phải bị dính những cái điểm mà khá là thua lỗ đó, và những cái sau cái thời điểm của cái sáng ngày hôm đấy thì những cái cổ phiếu à, chạm các cái điểm cắt lỗ như là ri đạm cà mau và sau đó là vci, png cũng đều đã phải bán hết à, và chuyển động chỉ tập trung vào cái nhóm cơ sở à, trong cái ngày hôm sau thì bắt đầu các cái cổ phiếu mở mua như là fts đây là một cái nhóm mà nhóm gần như đối với cái nhóm chứng khoán là thái lê đánh giá khá là cao à, và đặc biệt là vci và fts đều là những cổ phiếu tăng trưởng và chúng ta đều thấy là VCI hay là FTS là những cái cổ phiếu rất là mạnh. Vì sao lại đây được gọi là cổ phiếu mạnh? Các chị có thể thấy là trên cái trên cái cái, cái đánh giá sơ bộ về các cái chỉ số doanh nghiệp thì gần như là xét ở đây thì có là cao nhất là ông APS thì APS là nó một cái cổ phiếu nó mang tính chất tính đầu cơ rất là cao và cái ROE của uh, APS nó tăng trưởng chính tập trung vào đó chính là cái khoản tự doanh mà chúng ta biết là cái đợt nửa đầu năm này thì cái tự doanh không có tự doanh nào mà nó có đưa lại được cái hiệu quả. Do vậy nên trong thời gian sắp tới thì APS nó sẽ đưa ra một cái kết quả báo cáo kinh doanh bán niên cực kỳ là thấp. À, do vậy nên là đấy là một cái điểm lý do mà Thái Lê à, không có thực sự hấp dẫn đối với APS và cả VDS nữa, VS cũng tương tự liên quan đến tự doanh khá là nhiều. Còn trong khi đó là các cổ phiếu như SHS rồi FTS VND VCI Thì đây là những cái cổ phiếu mà Thái Lê đánh giá là Nó có một cái sự tăng trưởng nó cao hơn Còn đằng sau đó thì chúng ta thấy có như là HCM như SSI nhưng mà thực ra đây là những cái cổ phiếu Nó đã có những cái sự uh, Bị chậm chạp hơn So với là mặt bằng chung của toàn ngành Rất là nhiều rồi uh, Còn trong đó có một bạn uh, Hôm đấy có một bạn cũng có hỏi về cái việc là Tại sao VND một cái cổ phiếu mà xét về cái Tăng trưởng rất là lớn nhưng mà thực ra Thời điểm hôm nay nếu các chị để ý VND và SSI Đây là hai cái cổ phiếu mà có thể nói là đang có khá là nhiều cái câu chuyện đằng sau nó, đằng sau nó ở SSI và VND, nên là Thái Lê cũng không có cái kỳ vọng lắm vào thứ hai thứ ba nên Thái Lê thì tập trung vào hai cổ phiếu là FTS và VCI thì hiện nay đều là những cái cổ phiếu cho chúng ta rơi vào khoảng tầm hai cây trần trong cái thời gian vừa rồi. VCI thì hôm nay vẫn tiếp tục là tăng rất là tốt. Còn về xét về cái kịch bản thì Thái Lê luôn luôn cập nhật ở trong phiên để các chị vững tin những cái ngày hôm qua khi mà thị trường khá là, là 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 biến động và tất cả mọi người đang suy nghĩ về một cái kịch bản đó là phá vỡ 1160 rồi giảm xuống 1550 và giảm sút. Tuy nhiên thì Thái Lê vẫn đánh giá lại và vẽ lại giống như cái hình lúc nãy chia sẻ với các chị. Đó là một cái dư âm nó sẽ tiếp tục là hồi phục ở đây và sau đó là còn có một cái nhịp giảm điểm. Do vậy nên là Thái Lê cũng mong muốn là tránh cho các chị khi mà chúng ta ở những cái vùng này thì không mua nhưng mà lên ở vùng trên này thì bắt đầu lại fomo anh em lại nhảy vào mua hay là lỡ bán ở cái vùng này thì đúng là quá là đáng tiếc quá là đáng tiếc rồi lên ở đây mua nữa thì nó thành là lỗ kép cả hai lần à, nên là với cái thời điểm kịch bản khá là à, mọi anh chị nhà đầu tư diễn biến khá là lưỡng lự thì đấy cũng là những cái thời điểm mà vn index của chúng ta có thể kỳ vọng để cái sự hồi phục à. rồi sáng nay hôm cũng vậy à, thái lê cũng nhấn mạnh rất là cao về cái vấn đề cái sự hồi phục uh, của cái thị trường uh, về ở quanh nhưng mà nếu mà cái việc mà dòng tiền mà không có cái sự phân hóa mạnh như uh, ngày hôm nay hôm nay chúng ta thấy phân hóa mạnh đúng không nhưng ngày hôm qua nó uh, khá là tách biệt một bên là cái nhóm là ngân hàng chứng khoán bất động sản thì giảm rất là mạnh uh, à, tăng rất là mạnh trong sau cái thời giai đoạn giảm mạnh thì ngược lại các cái nhóm có dòng tiền như là năng lượng như là uh, phân bón như là thủy sản tất cả những cái nhóm đấy thì lại giảm sàn rất là kinh khủng và với cái việc mà hai cái trạng thái kịch biên như vậy thì nó rất là khó để thu hút được cái dòng tiền à, thu hút để cho thị trường của chúng ta có thể kéo lên được à, bên cạnh đó thì những cái cổ phiếu mà liên quan đến hàng tây cộng thì à, ngoài cái nhóm chứng khoán thì khá hấp dẫn thì thái lê cũng có nhấn mạnh về nhóm khí đốt may mặc thì gần như là cái điểm mua của cái ngày thứ ba là hơi bị sai nhưng mà thái lê vẫn đánh giá là nhóm đây là vẫn là một cái nhóm có dòng tiền rất là lớn nên rất là khó để cho có thể làm thị trường kéo tăng một cái rồi à, thị trường có thể xả được những cái nhóm này ngay, ngay lập tức bởi vì dòng tiền lớn trú ẩn ở trong cái nhóm cổ phiếu này vẫn đang rất là lớn nên cần thiết phải kéo lên để phân phối nên ngay cả cái thời điểm mà gần như đây là cái cái mà danh mục khuyến nghị thì thái lê cập nhật liên tục trong ngày như sáng hôm nay nó khá là đỏ nhưng mà vẫn cập nhật để làm sao mà các anh chị theo dõi được sát nhất gần như là những cái cái khuyến nghị nó cũng là đi song song với các anh chị để các anh chị có thể biết được các cái điểm mua và hay là điểm bán đến hôm nay thì bắt buộc là Thái Lê sáng hôm nay phải chấp nhận cắt lỗ cái mã MSH này à, MSH là cái cổ phiếu à, nhóm triệt may mà Thái Lê cũng khó khá là kỳ vọng bởi vì hiện nay cũng đang còn có một cái cổ phiếu nữa đó là TNG à, vẫn đang còn nắm chữ nên là Thái Lê cũng đã quyết định là bán may sông hồng để dồn sang à, nhóm dịch may chỉ giữ mỗi T, TNH nữa thôi cho đến cái chiều hôm nay thì gần như các cổ phiếu cũng đã có một cái sự hồi phục khá là tốt à, gần như chúng ta thấy khá là tốt như đối với đặc biệt là nhóm chứng khoán VCI và FTS thì đều đang có những cái thuận lợi rất là lớn và khả năng rất là cao trong cái ngày ngày mai thì hàng về ở cái thêm cổ phiếu FTS và VCI nữa thì các cái điểm tăng lên sớm của thị trường thì Thái Lê cũng khẽ khuyến nghị các anh chị sẽ bán là hai cái cổ phiếu này còn ngoài ra các cái cổ phiếu như HDG rồi GA TNG thì cái này Thái Lê sẽ xem xét cái dòng tiền và cập nhật. Như ở đây cũng có đưa ra các cái khu khuyến nghị kháng cự và hỗ trợ để mọi anh chị nhà đầu tư có thể chủ động được. Đấy. còn trước đó thì Thái Lê cũng đã cho bán hết toàn bộ các cái cổ phiếu trung hạn bởi vì khi mà ngay ngày hôm trước nó rung lắc khá là mạnh nên Thái Lê cũng không muốn là nắm giữ những cái cổ phiếu này nữa mà chúng ta sẽ làm lại ở sau đó. Có thể là sau cái nhịp dịch chỉnh của tuần tuần sau có thể là sau nhịp chỉnh của tuần sau thì Thái Lê sẽ cân nhắc về cái việc là các cái nhóm trung hạn mở trở lại, còn thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn ưu tiên cho nhịp T cộng thôi. Đó. Nên là ở đây chúng ta vẫn sẽ lưu ý ở một cái kịch bản đó là vùng 1110. Đây là một cái thời điểm mà có thể giúp cho các anh chị lấy lại được những cái gì đã mất trong nửa đầu năm 2022 nên chúng ta cân nhắc ở cái thời điểm này nhá. Rồi ok, một cái việc nữa đó là chúng ta sẽ chuyển sang cái chuyển động xu hướng của dòng tiền chuyển động xu hướng của dòng tiền thì Thái Lê có cập nhật vào cuối hàng chiều về cái cái chuyển động xu hướng của dòng tiền thì thời điểm hiện nay các cái nhóm như là nhóm ngân hàng hiện nay đang có một cái sự thu hút dòng tiền rất là lớn à, rồi tiếp theo đó là nhóm bất động sản nhóm bất động sản và nhóm ngân hàng ngoài ra nữa nhóm kim loại sau những cái thời điểm nỗ lực nhưng mà cái tốc độ dòng tiền tham gia vào có vẻ khá là lưỡng lự nên đang có một cái sự rút lại trở lại nó nếu nhảy vào ô màu đỏ thì rất là xấu ở đây chỉ có cá biệt nhất đó là nhóm chứng khoán có cái sự hồi phục nhưng mà cái sự hồi phục của nó so với trung bình ngành nó rất là yếu anh hiểu anh chị thấy nhìn là thấy ở đây mặc dù chúng ta thấy là rất là nhiều cái cổ phiếu được nhận diện đó là có một cái sự hồi phục nhưng mà bản chất của những cái nhóm chứng khoán này cái sự hồi phục này nó so với trung bình ngành nó vẫn chưa có được một cái sự nổi bật nhất định à, nên thái lê đánh giá được nhóm chứng khoán nó sẽ có thể là chỉ là có những cái cú hồi phục và tăng tốc ở trong nước rút trong một vài phiên tới và sau đó nó sẽ tiếp tục trở lại một cái nhịp điều chỉnh nên chúng ta hết sức là cân nhắc ở cái nhóm mà chứng khoán này anh chị nha còn đối với là cái nhóm dịch vụ vận tải thì cũng đang có một cái sự trở lại đơn cử nhất đó là cái áp lực cái dòng tiền chốt lời ở đây này chúng ta có thể thấy nhóm dầu khí nhóm may mặc nhóm thủy sản nhóm hóa chất gần như đều đang rơi vào những cái vùng chốt lời rất là mạnh dòng tiền lớn kẹt nên là cái việc mà nhịp hồi ở đây hiện nay đang rất là cần thiết để cho các cái dòng tiền lớn người ta xả ra được. Nhưng các chị lưu ý một cái vấn đề đó chính là sau cái nhịp xả lần này thì rất là dễ cái nhóm này nó sẽ rơi vào một cái chu kỳ suy thái. Nên bạn nào mà hôm nay hay là ngày hôm qua bắt đáy được đối với nhóm này thì cũng khá là tốt rồi. Nhưng nếu các bạn sẽ thấy một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo trong những phiên tới có thể là đầu tuần tới thì các bạn đừng có nhảy vào nữa các bạn nhảy vào là rất là dễ các bạn dính luôn ra các bạn sẽ rất là dễ dính luôn do vậy nên chúng ta hết sức là thận trọng ở cái việc này nha rồi đi sang chi tiết ở một số cái mã cổ phiếu như ở đây chúng ta thấy là mic mic cũng rơi vào những cái vùng chốt lời nên đây là một cái điểm mà lý do mà Thái Lê cũng đang xem xét xem cái diễn biến của mic rất là dễ nó hôm nay tuy là tăng tím trần nhưng mà trong một vài phiên tới nó có thể là quay trở lại những cái vùng test và khi đấy thì Thái Lê sẽ tự tin hơn cho cái việc mà khuyến nghị các anh chị mở mua cho trung hạn. Rồi đây là nhóm chứng khoán chúng ta có thể thấy gần như là các cổ phiếu vẫn chưa có được một cái sự sức bật thực sự là rõ ràng, dòng tiền lớn vẫn chưa tham gia, gần như đây vẫn chỉ là những cái dòng tiền nhỏ lẻ và do là cái nguồn cung, nguồn cung của chúng ta đang bị cạn kiệt, do vậy nên là với cái nguồn cầu khá là bé của nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn có thể khiến các cổ phiếu tăng trần được hay là tăng rất là nóng. À, còn đối với nhóm ngân hàng chúng ta sẽ phải để ý những cổ phiếu như là EIB, Techcombank, Vietcombank, rồi ACB cũng bắt đầu trở lại, rồi SHB và VPBank Đây là những cái cổ phiếu mà có vẻ dòng tiền lớn đang trở lại ở trong ở cái nhóm ngân hàng các chị nhá. Đấy nhóm thị sản thì uh, chỉ còn ANV, MPC là những cái nhóm mà dòng tiền đang trú ẩn kẹt lại khá là lớn. Như còn lại các cái nhóm như CMX, VHC. Uh, IDI thì chúng ta hết sức là thận trọng, chỉ có thể một vài phiên nữa nó rơi vào những cái vùng suy thái rất là mạnh nhá. Nhóm diệt may thì chúng ta thấy là TNG, Masan vẫn là hai cái nhóm mà có dòng tiền rất là lớn, đó là lý do vì sao mà ở cái nhóm này thì Thái Lê cũng khuyến nghị các chị mở mua. Ngoài ra nữa để để nói về cái nhóm mà diệt may thì chúng ta có thể thấy là uh, May Sông Hồng và và cái cổ phiếu uh, diệt may Thái Nguyên là hai cái cổ phiếu có một cái sự tốc độ tăng trưởng cũng khá là mạnh, à, khá là mạnh. ở đây ngoài ra về xét về sợi thì chúng ta có STK rồi cái cổ phiếu GL, GL đợt vừa rồi cũng bán rất là là thầm tệ. hôm nay cũng tăng tím nên bạn nào mà có nắm được cái cổ phiếu GL thì chúng ta cũng có thể yên tâm nắm giữ đi. À, đang là những vị thế rất là tốt. rồi ok bây giờ thì thái lê sẽ đi vào cái việc uh, một số cái cổ phiếu à, như ở đây thì uh, chúng ta đang có một số cái cổ phiếu mà cũng đang uh, khuyến nghị anh chị nắm giữ à, như uh, đối với cái nhóm chứng khoán à, chúng ta có thể thấy là như vci vci thì hiện nay thái lê đánh giá là nó đang đạt lên ở các cái vùng kháng cự rất là mạnh nên là gần như đối với cái cổ phiếu này sáng ngày mai một cái lực quét lên ở các cái vùng giá 35 thì thái lê sẽ khuyến nghị bán do vậy nên là các anh chị uh, chúng ta lưu ý với cái cổ phiếu này Tiếp theo nữa là cái cổ phiếu FTS. Đó, gần như đối với nhóm chứng khoán là chúng ta đã có những cái điểm mua tối ưu nhất ở ở trong cái nhịp hồi phục T cộng vừa rồi. Và đối với FTS thì chúng ta đã có hai cái phiên tăng trần mua ở cái cuối cái phiên của cái ngày hôm thứ ba Ngày hôm hôm cuối cái ngày thứ ba. à, ngày thứ ba chúng ta có thể thấy là FTS mua ở vùng giá 26.5 à, và sau đó cái phiên phiên ở à, à đây chúng ta mua cái cổ phiếu này là cái ngày 20 à, 21 đúng không? và sau khi mua đó thì cổ phiếu FTS của chúng ta cũng vẫn có một cái việc đạp xuống khá là sâu nhưng mà sau đó rút chân về cũng quanh ở cái ngưỡng là 25.6 à, 25.6 thì đây là cái thời điểm mà 2 giờ À, và đối với nhóm chứng khoán thì Thái Lê cũng chỉ đánh giá mạnh ở FTS và VCI thôi. Và gần như cái dòng tiền chúng ta thấy sau đó là cái nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản đều có được cái sự thu hút. Với cái nhóm này thì ngày mai bắt đầu có các cái lực bật lên ở ngưỡng khoảng tầm vùng 31. .5 cho đến 32 thì bắt đầu Thái Lê sẽ khuyến nghị các anh chị là bán một phần, các anh chị có thể bán một phần hoặc các anh chị có thể giữ lại. Nhưng mà quan điểm Thái Lê là hàng T3 về như một cái đà tăng của ngày mai nữa thì bán chúng ta cũng đã có được thu lại được một cái lợi nhuận cũng khá là tốt ở hai cái nhóm chứng khoán rơi vào khoảng tầm 17 đến 20 20% khá là tốt trong cái biên độ thị trường của thời điểm hiện nay rồi. Rồi tiếp theo nữa xét sang đối với cái nhóm là diệt may một cái nhóm mà có thể nói là cũng làm cho một số anh chị nhà đầu tư khi mua theo cái khuyến nghị cũng đã mất ăn mất ngủ mà nhưng mà Thái Lê cũng có nhắn các anh chị đó là gần như với những cái nhóm mà 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 bị mất dòng tiền đúng không ạ? Những cái nhóm mua cổ phiếu khí đốt, may mặc, mua phiên 21 tháng 6 đang bị thiệt hại. Đây là nhóm có dòng tiền mới rút ra nên sẽ hồi lại trong 1 đến 2 phiên này. À, và sau đó là chúng ta đã thấy là ngày hôm nay dòng tiền nó cũng đã thu hút nên cái việc mà chúng ta nhận diện được các cái dòng tiền nó đang nằm ở đâu nó sẽ có được một cái thuận lợi như vậy nếu chúng ta lỡ có mua sai thì cái dòng tiền nó sẽ sớm sẽ quay trở lại để cho chúng ta có thể là thoát hàng được một cách là thuận lợi còn đối với những cái nhóm mà không có dòng tiền á, thì chúng ta cần thiết phải chú ý xem nó có được những cái biểu hiện khi nào là tiền nó quay được sang hay là đó là dòng tiền cá nhân hay là như thế nào thì cái việc mà chúng ta tham gia mở mua nó sẽ an toàn và tối ưu hơn rất là nhiều. Chứ nếu mà xét vào những cái thời điểm giống như là cái thời điểm hiện nay nếu mà các bạn nhảy đua vào những cái cổ phiếu có dòng tiền thì Thái Lê đang có cảm giác một cái rủi ro rất là lớn cho các anh chị. À, rủi ro đầu tiên đó là rủi ro về T có thể là cái thời điểm T chưa về các anh chị đã bị thua lỗ rồi. Đấy là một cái cái cực kỳ nguy hiểm đó là một cái cực kỳ nguy hiểm nhá à, còn lại là thứ hai nữa chúng ta thấy có thể thấy là đối với những cái cổ phiếu này thì cái việc là phân phối một lần hai lần và nếu nó kéo lên đây một lần nữa thì rất là dễ đây là lần phân phối thứ ba và sau lần phân phối thứ ba thì rất là dễ cổ phiếu nó sẽ trượt dốc và rơi vào những cái chu kỳ suy thái và cái này thì đã thấy được rõ ở trên cái xu hướng dòng tiền lúc nãy Thái Lê đã chia sẻ rồi Ngoài ra nữa đối với các cái nhóm năng lượng vẫn bất động sản thì chúng ta đang cầm nắm giữ cái cổ phiếu là HDG. HDG thì Thái Lê khuyến nghị các chị mở mua mạnh khi mà nó đã có một cái phiên giảm điểm rơi vào ngày 21 tháng 6. Gần như các cái điểm mua trong tuần này thì Thái Lê chỉ khuyến nghị vào ngày thứ hai và ngày thứ ba thôi. Chứ còn lại từ ngày hôm qua và đến ngày hôm nay thì gần như là ngồi im vì quan điểm của Thái Lê cũng như là đã đưa ra một cái kịch bản rất là rõ ràng từ tuần trước đó chính là viên của chúng ta sẽ có một cái nhịp hồi à, dịp giảm về vùng 1160 1170 và gần như đó là cái vùng mua ngay thứ hai và thứ ba và sau đó chúng ta dừng lại và đối với tích cộng thì Thái Lê vẫn sẽ ưu tiên cho bán chốt trong cái phiên thứ sáu ngày mai thì đấy là cái cổ phiếu HDG với HDG thì Thái Lê chỉ có thể kỳ vọng nó có được một cái nhịp hồi vượt quá được ở cái vùng này À, quanh ở cái vùng 57 cho đến 57.5 Đó là cái vùng mà Thái Lê tin là HDG đã đủ để chúng ta chốt Và chúng ta cũng có được một cái lợi nhuận HDG rơi vào khoảng tầm 8% à, 8% và Thái Lê cũng chỉ kỳ vọng như vậy thôi Còn tiếp theo là cái cổ phiếu khí Cổ phiếu khí là một cái cổ phiếu mà à, thực tế Thái Lê kỳ vọng hơn rất là nhiều so với là nhóm dầu dầu thì nó gần như gãy tren rồi Thái Lê không có uh, có tham gia vào nhưng đối với nhóm khí thì khi mà trong một cái cái nhu cầu sử dụng khí ở châu Âu đang rất là mạnh và giá khí đang liên tục là tăng lên nên Thái Lê mới đặt uh, cái điểm mua vào đối với cái giá khí trong cái phiên giảm điểm rất là mạnh của cái ngày 21 à, thì đến cái thời điểm hiện nay thì mặc dù là vẫn đang uh, như là CNG thì chúng ta thấy đang lỗ khoảng tầm uh, bao nhiêu 1,7%. Tuy nhiên thì ngày mai hàng về cũng là về vừa về thì ngày mai các có một ít lãi thì đối với cái cổ phiếu CNG này Thái Lê cũng sẽ cho bán và Thái Lê chỉ giữ lại một cái cổ phiếu nữa đó ở nhóm khí đó là cái cổ phiếu GA. Cổ phiếu GA là cái cổ phiếu mà Thái Lê chỉ sẽ chỉ còn giữ lại nữa thôi. Và với cái cổ phiếu GA thì Thái Lê sẽ mục tiêu bán lên ở các cái vùng giá như là 125 cho đến là 130 thì cái đối với cổ phiếu GA này Thái Lê sẽ kỳ vọng ở vùng đấy. Cổ phiếu ga thì hoàn toàn chúng ta có thể kỳ vọng để nắm giữ trung hạn được Nhưng mà với những cái biến động rung lắc như thời điểm hiện nay Thì có thể là cái việc giao dịch Thái Lê sẽ ưu tiên hơn cho T cộng Để tối ưu hóa cái lợi nhuận cho các anh chị nhà đầu tư Chứ nếu mà thị trường của chúng ta tiếp tục một cái sự điều chỉnh tiếp theo Rất là dễ nó là một cái sự đồng pha của rất là nhiều nhóm cổ phiếu Từ nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản cho đến là những nhóm có dòng tiền Nó sẽ có một cái sự đồng pha như vậy À, đương nhiên là trong đó thì nó cũng sẽ có len lỏi là những cái nhóm ví dụ như là nhóm ngân hàng hay là nhóm bất động sản các chị để ý nhé nếu mà xảy ra cái nhịp giảm tới thì hai nhóm này đó là hai cái nhóm nó giảm rất là ít nhưng mà các cái nhóm có dòng tiền lớn như là thủy sản như là uh, phân bón như là cái nhóm uh, may mặc có thể là cái áp lực giảm điểm của nó nó sẽ mạnh hơn nó sẽ mạnh hơn còn lại nhóm bất động sản thì có thể vẫn giảm nhưng mà nó chỉ giảm là hai ba một ngày kiểu kiểu tầm đấy thôi à, đó là một cái đặc tính bởi vì xu hướng dòng tiền bây giờ đã có dấu hiệu là chuyển dịch sang ở các cái nhóm mà chứng khoán và nhóm chứng khoán thì chưa nhưng mà ở nhóm ngân hàng và nhóm à, bất động sản là khá là rõ như lúc nãy chúng ta thấy rồi. rồi như vậy là Thái Lê cũng vừa điểm qua một số cái uh, tổng hợp thị trường trong cái ngày hôm nay và chúng ta cũng uh, lưu ý về cái kịch bản thị trường đó chính là cái kịch bản mà uh, kịch bản là uh, của một cái nhịp hồi phục về ở cái ngưỡng 1230 và chúng ta lưu ý với cái kịch bản mà khi hồi về vùng này thì rất là dễ mua ở vùng này là rất là dễ là bị dính trưởng đấy các chị lưu ý nhá Nói chung là đây là một cái điểm mà Thái Lê rất thấy rất là nhiều anh chị dính khi mà về ở cái vùng 1600 một 1670 và 11 à 1160 1170 vừa rồi thì ai cũng lo lắng, ai cũng dị nghị mặc dù Thái Lê nhấn mạnh rất là nhiều lần đây là một cái vùng hỗ trợ rất là mạnh và càng càng nghi ngờ thì thị trường của chúng ta càng có cái cơ hội hồi phục nhưng mà các anh chị có tin không khi nó lên trên 1.200 các anh chị sẽ hoàn toàn Formo luôn đúng theo thị trường và trên 1.200 các anh chị nhảy vào một lần nữa các anh chị lại có thể tiếp tục bị cắt lỗ do vậy nên thời điểm hiện nay chúng ta hết sức là thận trọng với cái cổ tình tình trạng thị trường cái nhịp điều chỉnh này vẫn là một cái nhịp điều chỉnh quan trọng và chúng ta nên lưu ý là tháng 6 thì cũng đã gần kết thúc, tháng 7 đầu tháng 7 bắt đầu nó sẽ đưa ra một số cái thông tin lộ diện. Thứ nhất đó là các cái kết quả báo cáo kinh doanh của quý 2 và bán niên sẽ bắt đầu lộ diện ra. Và sau đó là đến cái thời điểm mà cũng là đầu tháng 7 thì cái thông tin về Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 75 điểm nữa, cũng sẽ nổ rộ nổ rộ ra thì đấy là tất cả những cái thông tin vĩ mô có thể làm cho cổ phiếu tiếp tục bị bán mà chúng ta không cần biết nguyên nhân, đúng không ạ? À, ví dụ như ngày hôm nay Thái Lê cũng đã bắt đầu thấy thông tin vỉa hè Cho ra những cái thông tin à, Về Một số cái điểm mua Đấy các anh chị nào mà quan tâm các anh chị có thể chụp lại cái hình này Để cho chúng ta theo dõi trong cái hành trình đầu tư của mình Như BSR cũng có một cái lợi nhuận khá là đột biến này Đây gần như là các cổ phiếu có lợi nhuận VHC, TNG, PNG PHR, Gmandep, g EG, GA PR, FPT à, Và chúng ta sẽ thấy là một cái Uh, làn sóng trong cái thời gian sắp tới Đó là các cái thông tin vỉa hè kiểu thế này Nó sẽ tiếp tục ra rất là nhiều Và khiến cho các nhà đầu tư của chúng ta Chạy đua theo các cái cổ phiếu này Chúng ta nên nhớ là chúng ta sẽ chạy đua Theo cái một cái vòng tròn Và gần như là mỗi lần thông tin ra thì nó sẽ tăng được Một đến hai cây rồi nó lại đảo một cái dòng khác Nên đó một cái điểm mà lưu ý Vào thầu đầu tháng 7 Hay là đầu tháng 1 chúng ta rất là hay gặp Những cái trạng thái đấy à, Nên các anh chị chúng ta lưu tâm nha và thôi chúng ta sẽ kết thúc cái chương trình livestream stream cái tổng hợp đây không phải là livestream đây là một cái video lưu lại của chiều nay và Thái Lê phát vào thời điểm 6 giờ để các anh chị theo dõi và trong cái quá trình theo dõi nếu các anh chị cần có các cái câu hỏi hay cần hỗ trợ thêm các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Thái Lê theo cái số điện thoại ở trên kế màn hình và thái lê hy vọng là trong cái hành trình đầu tư này thì không sớm thì muộn thì chúng ta còn sẽ làm việc với nhau à, rất là nhiều lần và gặp lại nhau và chúc cho các anh chị à, đầu tư thành công và hiệu quả và đừng quên hãy nhớ ấn like và ấn subscribe kênh youtube của itp à, để ủng hộ cho à, đội ngũ của itp à, trong cái à, hành trình à, phát triển kênh youtube cũng như là hành trình à, hỗ trợ cho các anh chị nhà đầu tư à, trên à, à, quá trình đầu tư chứng khoán các anh chị nha Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị Xin chào các anh chị nha